có tìm căn cứ của bọn tao, nhưng mà vừa dữ liệu đây không thì con này sẽ phải chết. Chạy bao lên đừng nói kia, con chạy đi. Xin chào mọi người biết mình đang làm gì không? Đây này, mình đang tập thể dục đấy, mọi người nhìn thấy không? Tập từ buổi sáng rất là tốt. Đây là chị Linh Trang nè. Xin chào mọi người. Mọi người ơi, sáng nay hai chị em mình cũng chạy một vòng và đến đây tập thể dục. Hình như giờ sắp mưa đấy chị ơi. Ừ, thôi mọi người ơi, về đi không mưa. Xuất hiện ở đây nhỉ? Chị không biết nữa. Ôi, khu này an ninh lắm ấy mọi người ạ. Sao hacker lại xuất hiện ở đây được nhỉ? Bây giờ Linh Trang Hiền cùng mọi người đi theo dõi xem hacker định làm gì nhá. Đi xem. Đợi nửa tiếng đồng hồ rồi, không biết đang đợi ai, không biết đợi ai lâu lắm. Ôi mọi người ơi, lại xuất hiện thêm một thằng hacker. Chị Trang ơi, chúng nói gì nhỉ? Chị em mình lại đứng lên xem đi. Trong đây chứa dữ liệu thành viên trong tổ chức, mang về bảo vệ rất kỹ. Ôi em ơi, trong máy tính đấy là danh sách thành viên của bọn hacker đấy. Nhưng mà nếu chúng ta có được nó thì có thể đưa cho anh hacker rằng tiêu diệt hết bọn nó đấy. Mọi người, bây giờ mình và chị Linh Trang sẽ tìm cách để lấy được cái laptop đấy, mang về cho anh hacker trắng. Nhiệm vụ nguy hiểm đấy Hiền ạ, mình phải cẩn thận thôi. Đi. Mọi người ơi, lên đây không thấy hacker đâu với cả. Nó đi đâu mất rồi? Chị ơi, đằng kia. Mọi người ơi, hacker đang dùng máy tính kìa. Bọn mình nó không biết phải làm nào đây. Làm nào bây giờ chị Trang? Chị cũng không biết nữa. Đợi nó đi đã. Mọi ơi, nóng quá. Tên hacker vẫn sử dụng máy tính. Cái gì vậy? Vào đây trong dữ liệu, tao ra ngoài một chút. Chào ơi, vẫn còn một thằng đứng canh đấy. Bây giờ chị em mình sẽ đánh lạc rồi nó đi chỗ khác. Xong rồi đánh. Mọi người ơi, mình thành công rồi, thao được hacker rồi, đi thôi. Mọi người ơi, thành công rồi, lấy được dữ liệu rồi. Mà mình cho anh hành có trắng. Ok, đi thôi. Bây giờ mình thoát khỏi đây thôi. Hacker tìm được lần. Nguy hiểm đến tính mạng. Tìm lối nào bây giờ? Ở đây rộng quá. Đây. Từ từ em. Nó đây. May quá, chị em mình thoát ra được rồi. Chắc hacker cũng không biết được gì. Đúng rồi em ạ. Chưa phát hiện ra đâu, mau đi thôi. Chị Trang! Chúng mày khá lắm. Đã tìm được căn cứ của bọn tao. Nhưng mà vừa dữ liệu đây, không thì con này sẽ phải chết. Chạy mau lên, đừng nói thêm, nó chạy đi. Cứ đi ra mà cho nó chết. Thả con bé ra, tao sẽ đưa cho người. Chúng mày dám lừa tao à? Chúng mày sẽ phải chôn vùi cùng với bọn ở đây. Hacker, dừng tay lại. mọi người. Nó chạy đi mất rồi này, mặt nạ này. Vẫn chưa biết được danh tính của bọn nó. Mất cả USB rồi, vụ này không thành công rồi.